Chào cả nhà nha. Quay lại với cặp ghe Quang Huy. Cặp ghe mới á. Thì hôm nay là mình thấy là cái phần mũi lô á là có gỡ ra. Ha, gỡ ra bỏ rồi. Chắc bữa mùng 9 á, mùng 9 xây kim lô mới. Bè còn ngon quá. Ngày mai mùng 9 xây kim lô nha. Cái này tàu đực nha. Là nước sơn. Không biết ngày mai kim lô cây gì nữa. Để mai mình coi nha. Lăn 3-4 lớp vô đó. Về phần tàu cái thì mình thấy bắt vàng rồi. Chắc chuẩn bị mài sơn ha. Bây giờ mình ra làm sao mình coi nha. Nói chung thì ghe này đổi hộp số mà, cho nên là làm đủ thứ hết trơn. Chiếc này tàu cái mới mua nữa nè, cho nên là phải sơn lại cho mới hết hoàn toàn ha. Leo lên. Lăn sơn tiếp nữa. Bây giờ mình ra sao mình coi nha. Coi cái phần tiếp tâm bua tới đâu rồi. Mấy anh thợ cơ khí thì đang làm cái la ký hạ xuống. Nâng cấp toàn diện. Về cái phần bộ lon cho đoàn taxi á, chắc mắc lại rồi nha. Còn cây tiếp tâm bua này chưa có đấm vô. Cái này thay cái tiếp mới luôn nha, tiếp tâm bua mới luôn. Còn cái phần lã ký thì cắt keo, cắt phần đó đó, hạ nó xuống nữa ha. Chân dịch là 5 cánh nhôm. Phóng tiếp lái luôn. Nói chung chân vịt thì kích thước mình chưa có biết nha. Mình chỉ biết nhôm 5 cánh thôi nha cả nhà. Còn kích thước thì khi nào đúc thì mình sẽ biết nha. Không có cả. Nói vậy là vừa luôn đó. Nói gì kéo lên canh sao mình kéo lên là bỏ nó xuống á. Mình phải kéo lên trước, mình chừng cái đồ hỏi ra nằm nữa mình cứ bánh lái ra vô được rồi. Mình kiếm chế mình hành ra đó được rồi. Thì hỏi cắt mày rồi, rút ra vô rồi. Đo kỹ lưỡng. Vậy là lấy cái khúc này làm cái chén lái nha. Nói lại khúc này. Nói xong rồi hàng vô cái khúc ở sau đó. Đảo cái bánh lái nha.
tời cũng to bỏ một xíu nữa. Mới thấy cách này luôn đó trời, bánh lái mà không có hàng phim, phía trên thì nó cao, phía dưới thì nó ít. Vậy là còn hàng thêm mấy cái dè nữa nha. Đó, giống bên đây nè. Đi mấy miếng ke lên nữa ha. Trước sau nữa. Mấy ảnh đang đo. Đo canh kỹ lưỡng đàng hoàng. Không công thôi, tốn thời gian lắm. Còn ke nữa rồi chứ. Tới đây thôi, nó là làm cắt hai cái hàng hai bên nè. Tới giờ cũng được đó. Tới giờ mình kiếm được này. Tới thủ là thấy thủ rồi đây. Đang tính toán đo phần eke. Cái mũi lô là làm sẵn rồi nha, để đây nè. Cây này là cây kiền kiền nha, mình mới hỏi anh thợ mộc. Đục mộng sẵn hết trơn rồi đó. Ngày mai là đem em nó lên. Kẻ sẵn hết trơn rồi. Đường bê là nhét ở đây nè. Cây kiền kiền, khói mười mấy triệu nha. Làm hai cái dè hai bên kết cấu nó là giúp cái mối hàng đó, cái chỗ mà co lên đó. Chắc hơn ha, hai bên dè. Nói chung thì ngày mai mới ghim lô nha. Hôm nay mấy ảnh mới khai trương hả? Mới kéo lên thôi. Mới kéo lên à. Bồ ơi. Đây chú quản lý nha. Chú quản lý ghe. Mời mấy vô. Mai mới vô phải không?
mời đi vô luôn. Rồi ok. Mấy giờ nói cho tao biết ngoài tao lại tao mới tiếp. Cả 8 giờ. Rồi. Vậy thì clip đến đây kết thúc nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Ngày mai sẽ ghim lô, biết bỏ nhiêu chỉ vàng đây.